Sau gần 3 tháng diễn ra các vòng thi đầy cam go và hấp dẫn, Ban giám khảo cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh lần thứ 10 năm 2022 đã chọn ra 5 ý tưởng xuất sắc đến từ các đội thi bước vào vòng chung kết. Top 5 đội thi đã thể hiện bản lĩnh, tư duy, kiến thức cũng như sự nhạy bén của bản thân qua phần trình bày ý tưởng, phản biện với Ban giám khảo và Hội đồng doanh nhân. Đặc biệt, vòng chung kết cuộc thi năm nay được kết hợp tổ chức cùng sàn đầu tư ảo kêu gọi vốn cộng đồng, mang đến màn đấu trí gay cấn. Có thể do ảnh hưởng của Covid trong những giai đoạn vừa qua nên các bạn cũng tìm thấy những cái khó khăn, các bạn tìm thấy những cái giải pháp hay những cơ hội về thị trường. Chính vì vậy nên các bạn đưa ra rất nhiều cái giải pháp công nghệ. Ban tổ chức đã rất là nỗ lực trong cái câu chuyện là làm sao đem lại cái giá trị thực tiễn nhất cho các bạn sinh viên đây. Kết nối rất là nhiều với tất cả những cái anh chị đi trước á, để họ có thể làm huấn luyện viên. Khởi nghiệp kinh doanh là cuộc thi dành cho sinh viên đam mê khởi nghiệp, tạo môi trường để những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo đang được ấp ủ, có tính khả thi cao vào thực tiễn. Qua 9 mùa tổ chức, cuộc thi thu hút trên 40.000 sinh viên, hơn 30 trường đại học cao đẳng với trên 3.500 dự án tham gia.